Chào các bạn. Tiếp theo series là bài 5, các phép toán quan hệ trong AutoIt. Ok, các phép toán quan hệ này, ví dụ phép lớn hơn này, lớn hơn nhỏ hơn bằng lớn hơn bằng đây, các thứ trong phép toán quan hệ này. Ví dụ này, biến x này bằng 5, biến y bằng 1. Đây ví dụ này, x này lớn hơn y chẳng hạn này, mình viết như này, x lớn hơn y này, hoặc là đây là lớn hơn này, quan hệ nhỏ hơn này. Thôi chưa cần cụ thể công nghệ nhờ. Rồi lớn hơn nhỏ hơn này, đây là cách viết thôi đã. Lớn hơn nhỏ hơn này bằng này, x bằng y này, quan hệ bằng tuyệt đối này, đồng dư thì có rồi này, khác này, ví dụ x khác y này, x khác y thì mình dùng như gì, một dấu nhỏ một dấu lớn hơn này, x khác y này, đối với này, x lớn hơn y. Rồi tức là sao, những cái biến quan hệ này gọi là biến điều kiện được, hoặc là các toán tử ấy, quan hệ đấy. Ví dụ là nếu x lớn hơn y thì mình xử lý cái gì này, x nhỏ hơn y thì mình xử lý cái gì này, nếu x bằng y thì mình làm cái gì này, nếu x bằng y này, bằng này là bằng tuyệt đối này, hoặc là x khác y thì làm gì. Đây các bạn chưa học if then else nên thôi mình cứ làm luôn này. If đây nhé, ví dụ này, x bằng 5 này, đấy, y bằng 2 này, x bằng 4 y bằng 2 này. X lớn hơn y thì thực hiện rồi đấy, là hiện ra màn hình này, không để lớn hơn y. Các bạn chưa học cái cấu trúc của if nhưng cứ hiểu tạm thế đã. Nếu mà x lớn hơn y thì thực hiện cái gì này? Rồi đây nè, đấy, rồi ok, rồi x lớn hơn y đấy, có nghĩa là đấy, đây là toán tử lớn hơn này, nhỏ hơn này, nhỏ hơn này, rồi không chạy gì cả, có nghĩa là đây không xảy ra này, x bằng y này, ví dụ này, bằng y này, rồi nó chạy bên trong này, bằng y này, bằng y này. Tiếp theo là đây, ở đây mình có một cái lưu ý luôn này, ví dụ nhé, x đang là số đâu, nhưng bây giờ y này chuỗi này, ví dụ chuỗi của số 2 này. Đấy chuỗi này, nhưng ở trong AutoIt thì ra nó cái số này nó rất là linh hoạt đấy, lúc thì có thể nhận là chuỗi, lúc có thể nhận là biến cũng được, lúc có thể nhận là chuỗi, lúc có thể nhận là số cũng được. Có nghĩa là đây nhé, x đây nó hiểu là số 2 đúng không, đây nó cứ ghi là 2 đã, nhưng chưa biết là số 2 là hay là chuỗi 2 này, y thì là chuỗi 2 rồi này. Bây giờ này mình kiểm tra thử xem x có bằng y không này, đây nó vẫn nhận này, đấy có nghĩa là lúc này thì nó lại tự hiểu là thằng x sẽ chuyển sang chuỗi luôn này, có nghĩa là thằng số nếu số này ở trong đây nó rất linh hoạt. Ok, cái này là cái hay của AutoIt này, nói chung là các bạn làm không cần phải nghĩ quá nhiều về cái sự chặt chẽ của nó. Ví dụ nhé, tiếp theo này đến cái biến bằng tuyệt đối này. Bây giờ nhé, ví dụ này, x bằng chuỗi a đi chẳng hạn này, y bằng chuỗi a lớn đi, đấy nó vẫn xảy ra này, nó vẫn điều kiện, có nghĩa là vẫn đúng này, x này vẫn bằng y này. Đấy đây các bạn chưa học điều kiện nhưng cứ thấy là cái này hiện đây, cái này có nghĩa là đúng, có nghĩa là toán tử này đúng này, x bằng y này. Tiếp theo này, nhưng nếu mà bằng một cách tuyệt đối này, đấy không chạy gì cả, đấy có nghĩa là bằng tuyệt đối là sao, có nghĩa là nó ép cả về tuyệt đối luôn đi, bằng một cách là bằng luôn cả về, nói chung là giống nhau hệt luôn đấy. Cái này là khác nhau về ký tự, lớn bé nó vẫn nhận này, nếu mà dấu bằng rồi toán tử khác này, khác thì cái này thì đơn giản đâu. Đây ví dụ nhé, nếu mà x khác y này, x khác y này thì như này thì xảy ra như này. Rồi đấy nó không xảy ra như này, có nghĩa là x ở đây vẫn bằng y đấy. Rồi thế thôi mấy phép toán quan hệ. Rồi tiếp theo có một phép, đây là những phép toán bình thường thôi, thì ở trong đây có một phép toán nữa, phép toán tử ấy, ngoái chấm này, hai chấm này, đây viết để đầy đủ này là điều kiện này, điều kiện xảy ra ngoái chấm này, xong đến kết quả 1 này, xong hai chấm này, kết quả 2 này. Nếu mà bạn đặt một cái dòng lệnh làm như này có nghĩa là như sau: nếu mà điều kiện này đúng này, điều kiện này đúng này thì nó sẽ ra, nó trả về kết quả 1 này, điều kiện này sai nó trả về kết quả 2. Đây ví dụ luôn, đây đúng thì về kết quả 1, sai kết quả 2, ví dụ luôn. Cái này nó nói chung nó cũng nào các bạn không sau, bởi sau các bạn học ít ấy, thì nó chẳng qua này thôi, ít thì nó dùng nhiều hơn, còn cái này nó dùng trong một số trường hợp mình ấy, mình muốn code nó gọn thì mình hay dùng cái này ngoái chấm và hai chấm, nó cũng là điều kiện thôi.